chủ nợ sôi sùng sục khi nghe tin ba con giáp trúng số đổi đời xóa sạch nợ trong 3 tháng hè, giàu may mắn. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mỗi người đều mang trong mình một lá số tử vi khác nhau. Có người thời điểm trước gặp rất nhiều may mắn, tài lộc tự tìm đến cửa, cuộc sống nhẹ nhàng, sung sướng mà vẫn giàu sang, phú quý đủ đầy. Nhưng có những người lại chẳng có gì trong tay, làm đến đâu tiêu hết đến đó, cuộc sống nghèo khổ đeo bám đến tận bây giờ. Khi xem tử vi của 12 con giáp trong năm Tân Sửu, trong 3 tháng hè tới đây, vận số của ba con giáp này thay đổi đến bất ngờ. May mắn cứ liên tiếp kéo đến, xếp hàng trước cửa, giàu sang nứt vách. Hôm nay, chúng tôi sẽ không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu. Hãy cùng tìm hiểu xem đó là những con giáp nào và liệu rằng mình có may mắn thuộc những con giáp này hay không. Từ đó, có thể chủ động nắm bắt cơ hội của mình đón tài lộc vào nhà. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa màng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Nhất là tuổi Mão. Trời sinh tuổi Mão là những người hiền lành, lương thiện, luôn biết lắng nghe và thấu hiểu nên được mọi người yêu thương hết mực. Trong cuộc sống này, tuổi Mão không quá coi trọng vật chất nhưng họ luôn không ngừng cố gắng và nỗ lực để xây dựng được mọi thứ thật hoàn hảo và tốt đẹp. Tử vi học có nói, bước sang 3 tháng hè, tuổi Mão có nhiều tiến bộ trong công việc. Tuổi Mão vốn có tính tình cẩn thận, chu đáo nên công việc trong kỳ nghỉ hè sẽ thành công bất ngờ. Ngoài ra, tuổi Mão vốn được quý nhân giúp đỡ nên trong thời gian này có thể sẽ thăng hoa cả tình lẫn tiền. Việc làm ăn kinh doanh sẽ tìm được đối tác làm ăn tiềm năng giúp cho công việc làm ăn phát đạt. Nếu may mắn, cuối năm có thể xây dựng cuộc sống thập toàn, thập mỹ, tiền tỷ trong tay. Cụ thể như sau. Trên phương diện sự nghiệp, trong 3 tháng này nhờ có sự nâng đỡ của tam hợp mà sự nghiệp của tuổi Mão đạt được những kết quả khả quan. Mệnh chủ là người có tài, lại có tính tình cởi mở và hòa nhã nên dễ nhận được sự yêu mến của mọi người. Vì vậy, dù có gặp phải khó khăn, bản mệnh cũng sẽ được người khác chủ động giúp đỡ. Đồng thời, quan hệ xã giao hài hòa cũng đem lại nhiều cơ hội phát triển. Thiên tinh và trường sinh xuất hiện còn có thể giúp bản mệnh nắm bắt được thời cơ tốt. Đây chính là lúc quyết tâm và sự tin tưởng vào chính bản thân mình. Nếu còn chần chừ, thiếu quyết đoán thì dù có cơ hội bày ra trước mắt, bản mệnh cũng khó mà vươn tới thành công. Ngoài ra, với các mệnh chủ đang đối mặt với các kỳ thi cử ứng tuyển cũng có thể đạt được cái đích mà mình đã đặt ra. Hãy dành nhiều tâm huyết và công việc mà mình đang làm, bản mệnh sẽ được đền đáp xứng đáng. Điều cần phải lưu ý trong 3 tháng này đó là bản mệnh hãy nhìn rõ được tình hình thực tế và năng lực của bản thân. Đừng nên chạy theo những ước mơ xa vời, thiếu tính thực tế, bởi rất nhanh chóng bản mệnh sẽ cảm thấy mệt mỏi, thành ra tự ti về mình. Chỉ khi lập được một kế hoạch và chính sách mới có thể đi đến con đường phát triển trong 3 tháng tới. Song bản mệnh vẫn cần phải đề phòng sự ảnh hưởng của hung tinh ngũ quỷ. Mệnh chủ có thể vẫn bị tiểu nhân quấy phá, khiến công việc chịu tác động không tốt. Thời điểm này, chỉ cần nghiêm túc với công việc mà mình đang làm, không để kẻ xấu thừa cơ lợi dụng, thì bản mệnh vẫn xếp hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 3 tháng hè. Về mặt tài lộc, vận trình tài lộc của tuổi Mão trong 3 tháng hè về cơ bản là tốt. Nếu làm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh, bản mệnh nên mạnh dạn ký kết hợp đồng, thậm chí là có thể mở rộng quy mô sản xuất để đem lại nhiều lợi nhuận cho bản thân. Nhưng mối quan hệ tốt đẹp cũng mang đến cho tuổi Mão rất nhiều cơ hội đáng mơ ước. Nếu có thể nắm bắt, bản mệnh sẽ phát triển một cách nhanh chóng.
Trường sinh chiếu mệnh sẽ đem lại cho tuổi Mão nhiều tác động tích cực. Quý gia chủ không còn là con giáp ba phải sẽ nghe theo ý kiến của người khác nữa, mà có đầu óc minh mẫn và đưa ra được những quyết định chính xác. Tuy nhiên, việc nhìn nhận đánh giá đúng khả năng của bản thân mình là vô cùng cần thiết. Bản mệnh nên tìm những mối hợp tác và quy mô kinh doanh phù hợp với mình. Như vậy mới khiến bản mệnh phấn chấn tinh thần, sục sôi sức chiến đấu và vươn tới thành công. Còn nếu lựa chọn những công việc vượt quá khả năng, bản mệnh sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, thậm chí là quyết định bỏ cuộc. Ngoài ra, trong 3 tháng hè, những mệnh chủ đang làm công ăn lương sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và cũng có cơ hội nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải nhớ rằng cầm được đồng tiền trong tay cũng chớ nên tiêu hoang. Có thể tình hình sức khỏe trong 3 tháng hè của bản mệnh không được tốt cho lắm, có thể sẽ phải tốn một khoản chi phí cho vấn đề sức khỏe. Chính vì vậy, để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, mệnh chủ hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi được những hung tinh, tà ma, phần hạn luôn rình rập xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vật phẩm sẽ giúp tuổi Mão tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Thứ hai là tuổi Ngọ. Trời sinh tuổi Ngọ là những người hoạt bát, vui vẻ, có tinh thần lạc quan, yêu đời, gặp việc khó khăn chông gai thì luôn tìm cách để giải quyết, chứ không bỏ trốn hay buồn bã. Tử vi học có nói, tuổi Ngọ vốn vui vẻ, độc lập và sáng tạo. Họ thích duy trì một thái độ tích cực đối với cuộc sống và công việc. Trong 3 tháng hè sắp tới, cuộc sống của tuổi Ngọ sẽ lên một tầm cao mới. Đặc biệt, bản mệnh còn được thần tài chiếu cố. Trong thời gian này, bản mệnh sẽ phát tài vượt bậc, cuộc sống giàu có, thậm chí có cả quyền lực. Tuy nhiên, mệnh chủ vẫn cần phải chú ý tiết kiệm, làm tốt công việc, hoạch định tài chính. Tử vi còn cho thấy, thời điểm này tuổi Ngọ còn được quý nhân giúp đỡ nên giành được sự thành công đáng mong chờ. Cụ thể trên các phương diện sau. Theo dõi tử vi sự nghiệp của tuổi Ngọ năm 2021 cho thấy, trong 3 tháng hè, bản mệnh sẽ có được nhiều cơ hội để có thể phát triển trên con đường công danh và sự nghiệp. Nguyên lệnh đất lâm quan cho thấy những chú ngựa hoàn toàn có thể đạt được thành công bằng chính sức của mình. Sự chăm chỉ cần cù giúp bản mệnh trở nên nổi bật hơn hẳn những đồng nghiệp xung quanh. Bản mệnh sẵn sàng chịu khó chịu khổ để hoàn thành công việc. Dù sao nhiệm vụ khó khăn đến đâu, bản mệnh cũng hoàn thành hết sức. Nhờ thế mà bản mệnh được sự tín nhiệm của cấp trên. Ngoài ra, thiên ấn xuất hiện nhắc nhở tuổi Ngọ cần phải đề cao sự nhanh nhạy và sáng tạo. Nếu có thể làm được nhiều điều này thì mệnh chủ chắc chắn sẽ nắm bắt được nhiều cơ hội để phát triển năng lực của mình, gợi mở được thêm những lối đi trong tương lai. Thiên đức quý nhân có giúp bản mệnh được mở rộng thêm cơ hội phát triển, cho nên bản mệnh hãy tận dụng những mối quan hệ sẵn có để tạo bàn đẩy cho mình trong thời gian này, chớ nên bỏ lỡ một tài nguyên quý giá bên cạnh. Về mặt tài lộc, tuổi Ngọ đang có thu nhập khá bình ổn, tài chính ổn định, cho nên tiền bạc không phải là vấn đề cấp thiết mà bản mệnh cần phải quan tâm trong thời điểm 3 tháng hè. Bản mệnh biết cách để cân đối thu chi của mình, nên trong 3 tháng hè, dường như bản mệnh không phải đối mặt với tình trạng thu chẳng đủ bù chi và vẫn đủ bình tĩnh để tính toán xem chi tiêu như thế nào cho hợp lý. Đồng thời, bản mệnh cũng có kế hoạch từng bước của mình trong thời gian này, có thể sẽ kiếm thêm thu nhập từ nghề tay trái để bồi đắp thêm những thiếu hụt về tiền bạc hoặc những khoản chi từ bất ngờ ngoài dự kiến. Đặc biệt, để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, thời gian cát khuyên mệnh chủ tuổi Ngọ hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhập vận, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, phần hạn luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó, pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ như tấm bùa hộ thân, bảo vệ, tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Thứ ba là tuổi Thân. Trời sinh những người tuổi Thân có tính cách chăm chỉ, siêng năng, luôn kiên nhẫn và tự mình vươn lên số phận. Trong số những con giáp
tuổi Thân tuy không gặp được nhiều may mắn, nhưng họ có bản lĩnh trời ban, có khả năng tìm cách giải quyết vấn đề của mình mà không cần làm phiền bất cứ ai. Tuổi Thân luôn cố gắng thay đổi bản thân từng ngày để thích nghi với cuộc sống mới, luôn nỗ lực tìm kiếm cơ hội để đổi đời. Tử vi học có nói, bước sang 3 tháng hè tới đây, cuộc sống của tuổi Thân có nhiều chuyển biến tích cực, đáng mong chờ. Bản mệnh sẽ gặp được quý nhân, được thần tài chiếu cố nồng hậu, nhờ vậy mà làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa tuổi Thân vốn là con giáp có bản lĩnh và khá thông minh, nên trong thời gian này sẽ dễ dàng gặp được nhiều hỷ sự, cuộc sống sắp tới có nhiều điều đáng mong chờ. Thời điểm này, nếu tuổi Thân cố gắng nhiều hơn, có khả năng mua nhà, mua xe vào cuối năm, thời gian sau này không còn lo cơm áo gạo tiền. Cụ thể trên các phương diện như sau. Về sự nghiệp, trong 3 tháng hè, công việc của tuổi Thân đang có những bước tiến vững vàng nhờ có tam hội nâng đỡ, nhưng mối quan hệ xã giao thuận lợi có thể giúp bản mệnh gặp gỡ được quý nhân hoặc có người cùng chí hướng. Người này có thể giúp bản mệnh giải quyết những khúc mắc còn tồn tại trong khoảng thời gian trước đó hoặc vạch ra những hướng đi triển vọng trong tương lai. Cho nên, bản mệnh hãy chăm chỉ và làm việc hết mình. Có như vậy mới có thể đạt được những mục tiêu mà mình đã đề ra. Việc được quý nhân giúp đỡ chỉ là một phần, quan trọng là chính tuổi Thân phải biết nắm bắt cơ hội thuộc về mình. Trong thời gian này, những mệnh chủ còn trẻ sẽ luôn cảm thấy hăng hái, tràn đầy sức sống mỗi khi bắt tay vào công việc. Chính sự nhiệt tình, hăng hái này sẽ giúp bản mệnh ghi điểm trong mắt cấp trên. Bản mệnh có thể được phân công nhiệm vụ quan trọng, nếu như hoàn thành tốt thì cơ hội thăng tiến nằm trong tầm tay. Tuy nhiên, tử vi có cho thấy dưới tác động của gió mùa, bản mệnh cảm thấy rất mệt mỏi. Bản mệnh cũng không thích tham gia các hoạt động xã giao và không muốn cố gắng. Nếu bản mệnh không chấn chỉnh tinh thần của mình và không chịu cố gắng thì sẽ tạo cơ hội cho người khác vượt qua mình. Bên cạnh đó, nguyên mạng cát tinh còn phù trợ cho công việc của tuổi Thân phát triển rực rỡ. Vì vậy, đừng lo lắng rằng sự cố gắng của mình là vô ích. Sự cố gắng của bản mệnh luôn được mọi người ghi nhận và cấp trên đánh giá cao. Chỉ cần bỏ công sức thì chẳng lo không nhận được phần thưởng trong tương lai. Về mặt tài lộc, trong thời gian này, tuổi Thân sẽ có những điểm sáng rực rỡ. Chắc chắn là bản mệnh sẽ kiếm được một khoản kha khá và hoàn toàn xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Tam hội giúp bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa và bản mệnh sẽ được giới thiệu cho những cơ hội thích hợp để mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Thậm chí được tiếp xúc với những khách hàng đối tác triển vọng. Dịch mã còn cho thấy bản mệnh có thể sẽ phải chạy ngược, chạy xuôi, thậm chí làm việc vất vả và ít được nghỉ ngơi hơn người khác nếu muốn kiếm được một khoản kha khá. Nếu bản mệnh sẵn sàng đánh đổi thì sẽ sở hữu được một khối tài sản khiến người khác ngưỡng mộ. Ngoài ra, điều đáng mừng là tất cả số tiền mà bản mệnh kiếm được vào khoảng thời gian này đều dựa vào công sức của chính bản mệnh. Tuổi Thân có thể hoàn toàn yên tâm khi tự hào vì những gì mà mình đã làm được và đạt được. Bản mệnh đã được bước những bước tiến vững chắc trên con đường phát triển của mình. Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý là dưới tác động của nguyên lệnh lâm mệnh, bản mệnh có thể sẽ phải tốn một khoản cho vấn đề sức khỏe của mình. Nếu muốn hạn chế điều này, bản mệnh cần phải giữ cho mình một cơ thể khỏe mạnh ngay từ bây giờ. Nếu thấy cơ thể mệt mỏi thì nên đi khám ngay, chứ không nên chần chừ, do dự, khiến bệnh tật ngày một trở nặng. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Thân hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, giúp đầu óc minh mẫn khi giải quyết mọi vấn đề. Công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Không những vậy, ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi được tà ma, tăng cường cát khí và mang lại bình an cho bản mệnh. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.